Chào mừng các bạn đã quay trở lại với khóa học POC FM không của Ngọc Automation. Bài giảng này chúng ta sẽ học về xung, và xung đây chính là cái xung truyền xuống. Thì đầu tiên các bạn sẽ hiểu được cái xung truyền xuống là khi một cái tác nào đó chuyển trạng thái từ 0 à, từ 1 về 0. Ví dụ như cái bóng đèn của các bạn đang sáng mà các bạn tắt đi, đó chính là trạng thái của đèn là từ 1 về 0. Thì nó sẽ tạo ra một cái xung. Mà cái xung này chỉ thực hiện một cái vòng quét của POC thôi, nó rất nhanh. Một cái vòng quét của POC thì tính bằng micro giây, mắt thường chúng ta không thể thấy được. Do đó là cái xung truyền xuống này nó chỉ tác động trong một cái vòng quét của POC, khi mà một cái tác từ trạng thái 1 về 0, hiểu nôm na là như vậy. Rồi đi vào bài học thì chúng ta sẽ bắt đầu với lệnh xung truyền xuống N và hai gạch. Các bạn thấy là cũng tương tự như cái bài học trước, chúng ta đã học về xung truyền lên thì xung truyền xuống thì nó sẽ ngược lại thôi. Ở đây là cái chữ N ở bên trong là negative, đúng không? Và khi mà cái tác 4 từ trạng thái 1 chuyển về trạng thái 0 thì nó sẽ set cái quy out đồ ra. Các bạn sẽ thấy là giá trị của quy 0.0 sẽ được set lên 1 khi nào? Khi m10.0 lên 1, m10.1 hoặc m10.2 lên 1, tức là cái này có điện, cái này hoặc cái này có điện, và phát hiện một cảnh xung truyền xuống của m10.3 chính là cái này. Và giá trị đầu vào của m10.3 sẽ được lưu ở tác là m10.4, tức là cái tác S này này. Đầu vào của cái đoạn này và cái tác này thì nó sẽ lưu được ở tác S. Các bạn học xung truyền xuống, học xung truyền lên cái lệnh P thì mình cũng đã nói nhiều về cái tác S này rồi, đúng không nào? Thì mình sẽ không nói sâu về cái tác S này nữa. Các bạn thấy đồ thị ở đây là khi cái tác từ trạng thái 1 trở về 0 thì nó sẽ tạo ra một cái xung trong một vòng quét như thế này. Và cái xung này thì là cái tác nhân để mà set cái đầu ra quy 0.0. Các bạn thấy là khi cái xung lên 1 thì nó sẽ set cái quy 0.0 lên 1, đúng không nào? Cũng đơn giản, đúng không? Thì mình sẽ vào phần mềm để mà lập trình cho các bạn thấy luôn. Rồi thì đây là một cái chương trình về cái lệnh N. Chúng ta sẽ đào xuống nhé. Lúc này chúng ta thấy là đầu vào, tại cái điểm đầu vào của lệnh N này chưa bằng 1, đúng không nào? Thì chúng ta đã cho nó lên 1 đã. Chúng ta cho các cái đoạn này lên 1 đã. Cái này lên 1, 1 trong 2, cái này lên 1. Và lúc này chúng ta cho cái này lên 1. Tại vì lệnh N là xung truyền xuống mà, đúng không nào? Thì nó đã đủ điều kiện rồi. Vì bây giờ mình sẽ cho cái này về 0 thì nó sẽ tạo ra một cái xung để set cái đầu ra quy 0.0 này. Mình sẽ cho cái này về 0 này. Thì lúc này nó cái xung tạo ra rồi và nó sẽ set quy 0.0 lên 1. Đấy, nó lại ngược lại với cái lệnh P, đúng không nào? Mình sẽ cho cái này lên 1 này. Sau đó cho nó về 0 thì nó set thôi, tại vì nó đang set cho nên là nó sẽ không set nữa. Ví dụ mình cho cái này về 0 đã, sau đó tiếp tục cho cái này lên 1. Và cho cái này về 0. Thì cái xung này nó tạo ra chỉ phụ thuộc vào cái tác in 1,4 này thôi. Nó không phụ thuộc vào các cái đoạn trước. Các đoạn trước này nó chỉ cần cấp điện cho cái đoạn này. Thì cái in này lên 1 về 0 thì nó reset cái đầu ra quy 0.0 này. Ví dụ như mình cho cái này lên 1. Cho cái này lên 1. Rồi sau đó cho cái này về 0. Thì nó cũng không reset. Cũng không set cái đầu ra quy 0. Lúc này cho cái này về 0 thì nó cũng không set. Tại vì sao? Tại vì ở đây đâu có điện, đúng không nào? Ở cái điểm này không có điện. Chúng ta đảm bảo cho cái điểm này có điện, đầu vào của nó có điện thì nó mới set, nó mới tạo ra cái xung. Rồi cái này chuột phải chọn về 0 thì lúc này nó sẽ set cái quy 0.0 rồi. Đây chính là cái lệnh N. Và cái tác S1 này nó lên 1 khi nào? Lên 1 khi cái này có điện, cái đoạn này có điện và cái này có điện. Mình sẽ cho cái này lên 1 thì cái tác S1 nó sẽ lên 1. Cái tác S1 này chỉ là đưa vào để đấy thôi. Chúng ta cũng ít dùng cái tác S1 này lắm, đúng không nào? Rồi đây chính là cái lệnh N theo cái dạng đầu vào. Còn chúng ta sẽ đi tiếp đến cái lệnh N theo dạng đầu ra. Lệnh N theo dạng đầu ra thì sẽ như thế này. Khi mà cái tác out này quy 0.0 sẽ lên 1 trong một cái chu kỳ quét nếu cái đoạn này bị mất điện,
cái đoạn này bị mất điện. Và cái đoạn này mất điện khi nào? Khi cái này mất điện, khi cái này mất điện, hoặc là khi cái này mất điện. Nói chung là một trong cái ba cái đoạn này mất điện thì cái đoạn này nó sẽ mất điện, do đó nó sẽ tạo ra một cái zoom ở cái đầu ra quý 0.0. Mình sẽ lập trình cho các bạn thấy luôn. Rồi từ đây chính là cái lệnh n theo dạng đầu ra nhé. Mình sẽ đào cái chương trình xuống để chúng ta có thể kiểm tra được. Lúc này thì ở đây chúng ta chưa có điện đúng không? Cái này chúng ta mình sẽ cấp điện cho nó, cấp điện để cái đoạn đầu vào của cái lệnh n này có điện. Sau đó khi mà một trong ba cái này mất điện, tức là cái đoạn này mất điện, thì chúng ta sẽ cho cái này mất điện chẳng hạn, thì nó sẽ tạo ra một cái zoom, nhưng mà chúng ta không nhìn thấy được nó. Thì nó sẽ tương tự như cái lệnh ở trên này bằng cách nào? Thì mình sẽ sửa cái chương trình để các bạn dễ nhìn này. Cái này là allow while, tức là cái này là luôn luôn có điện. Cái bài học trước mình đã hướng dẫn rồi đúng không nào? Mình sẽ copy cái này, các bạn sẽ copy cái này, sau đó dán vào đây. Chính là cái bit này là cái bit này. Sau đó chúng ta sẽ set một cái đầu ra quy 0.2 chẳng hạn. Sau đó đào chương trình xuống. Lúc này các bạn thấy là ở đây bị mất điện rồi. Mình sẽ cho cái này lên 1 này, để lấy trạng thái mất điện, tức là zoom lên xuống. Bây giờ mình sẽ cho nó mất điện bằng cách là cho một trong ba cái này mất điện. Mình sẽ cho cái này mất điện chẳng hạn. Thì nó sẽ tạo ra một cái zoom, và cái zoom này đưa đến đây thì nó sẽ set cái tag này. Các bạn thấy là cái tag này lên 1 rồi đúng không nào? Tại vì đây chính là zoom lên xuống. Còn ví dụ mình sẽ tắt cho nó về 0 này. Rồi cái này cho lên 1. Sau đó cho cái này về 0 chẳng hạn, cho cái này về 0. Về 0. Thì lúc này nó cũng set cái tag, tag 1 này lên 1 trong một zoom. Và một zoom trôi qua thì ở đây nó sẽ là bằng 0 rồi đúng không nào? Và mình sẽ cho lại cái này lên 1. Thì cái tag S2 này nó cũng lưu trạng thái đầu vào. Nó lưu trạng thái của cái điểm này. Khi mà cái điểm này có điện lên 1 thì cái tag S2 nó sẽ lên 1. Nguyên lý là như vậy. Nó cũng tương tự như chương trình lên thôi, chỉ là khi lấy trạng thái mất điện thôi đúng không nào? Ngoài ra thì chúng ta còn có cái zoom Petrix. Zoom Petrix thì Petrix, Ntrix. Ntrix thì cũng như Petrix thôi. Ntrix thì khi mà tag nó về 0 này thì nó cũng sẽ tạo một cái zoom. Và cái zoom này thì chúng ta sẽ sử dụng để mà set đồ ra hoặc là làm cái chức năng gì đấy. Thông thường thì zoom thì chúng ta sẽ sử dụng để set hoặc là để tạo ra trong một cái zoom nào đó thôi. Các bạn sẽ đọc ở đây tag out sẽ được lên 1, thực hiện trong một vòng quét khi mà một trong những cái này mất điện về 0. Thì giá trị đầu vào của mạch, tức là cái điểm này, cái điểm này thì nó sẽ được lưu ở M10.4. Chúng ta sẽ đi vào phần mềm để thử cho các bạn thấy được. Rồi chúng ta đã lập trình xong cái đoạn này rồi, sử dụng cái Petrix đúng không nào? Chúng ta sẽ đào xuống. Ntrix chứ không phải là Petrix, mình hay nhầm tên. Lúc này cái này được set rồi thì mình sẽ cho nó về 0, tại vì chương trình trước đấy. Và các bạn thấy ở đây này, cái đầu vào nó đang có điện đúng không? Ví dụ như một nguyên nhân nào đó, cái này mất điện, cái này hoặc là cái này mất điện hoặc cái này mất điện, thì cái điểm CLK này mất điện, do đó nó sẽ tạo một cái zoom để mà set cái tag O3 này. Mình sẽ cho cái này mất điện chẳng hạn, cho cái này mất điện bằng 0. Thì lúc này cái zoom tạo ra và nó sẽ set cái O3 này rồi đúng không nào? Mình sẽ cho nó lên 1 một lần nữa. Và tại vì cái này đang set cho nên là có mất điện ở đây thì nó cũng set. Mình sẽ cho cái này về 0 này. Sau đó mình cho mất điện bằng cách là cắt cái tiếp điểm này. Thì zoom truyền xuống nó cũng tác động để mà set cái O3 thôi. Ntrix thì cũng tương tự như Petrix. Và cái này thì mình cũng hay dùng hơn là các cái N này. Tại vì cái này dùng tiện. Nó chỉ có một cái tag ở cái Petrix này thôi, cái Ntrix này thôi. Và cuối cùng thì còn có một cái Ntrix dạng database. Cái này thì cũng ít dùng nhưng mà mình cũng phải dạy cho các bạn để các bạn hiểu được thôi. Nó cũng tương tự như các cái Ntrix khác. Nó không định nghĩa, nó không đặt tên là N mà nó là Ftrix.
các bạn thấy là nó là F trích chứ không phải là N trích, đúng không? Thì khi mà cái tác đầu vào, tức là cái điểm CLK này, cái đầu vào CLK này từ 1 về 0 thì nó sẽ tạo một cái sung ở đầu ra Q0.0 thôi. Và cái giá trị đầu vào này, cái điểm CLK đầu vào, điểm CLK này thì nó sẽ lưu ở trong database, cái database gọi là F-trick-db này. Mình sẽ quay trở lại đây và tạo một cái network để các bạn hiểu được. Trước hết thì các bạn sẽ kéo cái F-trick ở đây ra này, kéo cái này ra. Sau đó nó kiến nghị cái tên gì thì các bạn cứ nhấn OK đó, không cần đổi tên gì cả. Sau đó ở cái điểm enable thì nó luôn luôn cho nó lên 1 nhé, nó bằng 1, tức là nối thẳng từ nguồn điện đến cái enable luôn. Và bên ngoài này thì chúng ta sẽ làm như thế này. OK, thì đây là cái app trick của chúng ta. Chúng ta sẽ down chương trình xuống để check cho các bạn hiểu được. Rồi lúc này ở đây, ở cái điểm này có điện tại vì chương trình trước mình viết mình chưa tắt đấy. Thì, ví dụ mình cho cái này lên 1 nhé. Lúc này ở CLK thì có điện rồi. Ví dụ như tự nhiên nó mất điện, cho cái này về 0. Thì trong một cái xung đầu tiên nó sẽ cho Q0.4 lên 1, nhưng mà chúng ta lại không nhìn thấy được nó tại vì nó nhanh lắm, đúng không? Mắt thường không thể thấy được. Để mà thấy được thì mình sẽ làm như thế này cho các bạn, cũng giống như bài học Patrick ấy. Thì cái này các bạn sẽ copy cái tag out, copy vào đây, paste. Sau đó set một cái tag nào đó, set một cái tag nào đó để các bạn thấy được thôi. Q0.5 chẳng hạn. Rồi tức là cái khi mà cái xung này tác động thì chúng ta sẽ set cái Q0.5 lên 1. Rồi lúc này ở đây chúng ta ở đây là có điện rồi đúng không nào? Khi mà cái này mất điện, cái điểm này mất điện, một trong ba cái này mất điện thì nó sẽ tạo ra một cái xung ở Q0.4, rồi Q0.4 lại đưa cái xung này để mà set cái tag out 5, tức là Q0.5. Mình sẽ cho cái này mất điện bằng cách là cho cái này về 0 chẳng hạn. Thì lúc này nó tạo ra một cái xung và cái xung này đưa ra là set tag out 5. Như vậy đây chính là cái chức năng của F-trick. F-trick thì rất ít dùng. Thông thường mình thấy các cái chương trình lập trình thì người ta ít dùng cái F-trick này. Người ta có thể người ta hay dùng cái N-trick này này. Rồi cái N này, N-trick này cũng hay dùng. Và mình khi mình lập trình thì mình sẽ hay dùng cái N-trick hoặc là P-trick. Còn các bạn lập trình thì tùy các bạn thích dùng N nào hay là P nào cũng được. Nhưng mà các bạn phải hiểu được chức năng của 4 cái này. 1 cái này, 2 cái này, 3 cái này và 4 cái này. Thì mới có thể là đọc được cái chương trình của người ta viết. Tại vì một số người thì người ta lại thích dùng cái này, một số người ta lại dùng cái này. Thì trong các cái ứng dụng khác nhau thì người ta sẽ sử dụng các cái N-trick khác nhau. Do đó là các bạn sẽ phải hiểu được 4 cái này. Và bây giờ mình nghĩ là các bạn cũng đã hiểu được chức năng của 4 cái N-trick này rồi, đúng không nào? Tiếp theo chúng ta sẽ đi đến một cái phần, đó chính là một số ứng dụng của cái lệnh N. Thì ứng dụng cơ bản nhất ở đây mình sẽ lấy là lập trình một cái gara tự động với cảm biến phát hiện từ mở và đóng barrier khi phát hiện xe thì mở barrier, và khi xe đã đi qua rồi thì đóng barrier lại. Rồi chúng ta sẽ làm như thế này, cũng đơn giản thôi. Chúng ta sẽ có một cái cảm biến, mình sẽ xóa cái này đã, xóa cái này nhé. Chúng ta có một cái cảm biến, ví dụ như là y0.0 chẳng hạn. Mình không lấy y tại vì chúng ta sẽ phải fork bằng cái bảng kia. Mình sẽ lấy m luôn. Ví dụ như m50.0 đi. M50.0 là cái cảm biến sensor của barrier. Barrier thì các bạn thấy là trong các cái nhà xe ấy, thì cái cửa vào nó nâng hạ đó chính là cái barrier. Barrier sensor đi nhá. Sensor. Và các bạn thấy là nó tự động đúng không? Khi mà xe gần đến thì barrier nó sẽ mở ra, và xe đi qua thì barrier sẽ đóng lại. Đây là barrier sensor đúng không? Và khi mà gặp cái sensor này thì chúng ta sẽ set nó lên. Chúng ta sử dụng cái P-trick set nó lên. Ở đây là mình mở 30.0 chẳng hạn. M nào cũng được, không trùng nhau là được. Chúng ta sẽ set cái Q1.0
cái này là barrier, đầu ra động cơ, barrier motor nhé. Đấy. À, khi mà gặp cái cảm biến thì chúng ta reset motor, và khi cảm biến tắt đi thì chúng ta sẽ reset motor. Đây là mở cái barrier này và đóng barrier. Khi mà cảm biến này, barrier sensor, các bạn copy cái này, copy dán vào đây. Khi gặp lệnh N, tức là N-trick này, N-trick, thì chúng ta sẽ reset barrier. Reset barrier. Ở đây là M30.1. Và cái này cũng là barrier. Pet. Rồi. À, khi mà cảm biến lên 1, các bạn có thể sử dụng P-trick ở đây. Nếu các bạn xóa cái này, nếu các bạn xóa cái này thì nó sẽ không chạy. Một lát nữa chúng ta sẽ thử nhé. Rồi lúc này barrier đang bằng 0 tại vì cảm biến chưa phát hiện. Ví dụ như có xe vào, có xe vào chúng ta cho cái barrier lên, cái cảm biến tác động có xe, thì lúc này là đầu ra động cơ là nó lên 1 rồi đúng không? Q1.0 nó bằng 1, các bạn thấy nó màu sáng như thế này, lên 1 rồi. Và khi mà barrier tắt đi, tức là cái cảm biến xe đi qua rồi thì cảm biến nó không tác động nữa đúng không? Chúng ta đã chuột lại cho nó về 0 thì nó sẽ reset cái motor. Tại sao ở đây lại phải sử dụng N-trick mà không sử dụng P-trick? P-trick thì nó không làm việc đâu, tại vì nó lấy tín hiệu mất điện từ cái đoạn này mà, đúng không? Để mà reset cái motor, nguyên lý là như vậy. Và ví dụ như mình không sử dụng cái P-trick ở đầu vào nhé, chúng ta sẽ thử xóa cái P-trick rồi đào xuống xem nó có làm việc hay không nhé. Rồi lúc này phát hiện xe này, lên 1 thì barrier sẽ mở ra. Rồi khi mà barrier mất đi, tức là cảm biến mất tác động, thì nó sẽ reset, nó cũng reset được. Cho nên là chúng ta cũng chẳng cần cái dùng cái P-trick nữa, mà chúng ta chỉ cần dùng cái N-trick thôi, đúng không? Chúng ta sử dụng cái N-trick thôi. Thì nguyên lý sử dụng N-trick là như vậy. Đó chính là một cái ứng dụng cơ bản nhất. Các bạn có thể là sử dụng trong cái nhiều trường hợp khác. Ví dụ như lập trình băng tải, chạy dừng theo thứ tự đúng không? Khi băng tải này tắt thì chúng ta lại set cái băng tải kia chẳng hạn, vân vân. Nói chung là lấy trạng thái mất tín hiệu thì chúng ta sẽ sử dụng cái lệnh N này. Và đó chính trên đây là một số cái ứng dụng của cái lệnh N cũng như là lệnh P. Và bài tập về nhà cho các bạn đó chính là lập trình hai cái bơm cấp nước cho bồn nước theo ba cái tín hiệu công tác hành trình, ba cái tín hiệu cảm biến mức nước. Và khi mà mức nước thấp thì chúng ta sẽ bật cả hai bơm này, tức là khi cảm biến này tác động thì chúng ta bật cả hai bơm, còn khi mức nước cao thì chúng ta sẽ tắt cả hai bơm, khi cảm biến này tác động thì chúng ta reset cả hai bơm. Rồi khi mức nước trung bình thì tác động tắt bơm 2, thì tắt bơm 2 tức là khi mà thấp thì bật cả hai bơm đúng không, còn khi mà mức nước trung bình thì chúng ta tắt cái bơm 2 đi. Và khi mà mức trung bình bị mất thì chúng ta lại bật bơm 2. Và các bạn nhớ là ứng dụng lệnh P và lệnh N để làm cái bài toán này nhé. Và mình cũng hoan nghênh là các bạn cố gắng làm bài tập đi, tại vì mình cũng bỏ ra công sức để hướng dẫn các bạn, cũng như là dạy các bạn một cách làm miễn phí. Do đó là mình mong những ai mà xem, những ai mà học thì cố gắng học tập một cách là nghiêm túc, để có thể là sử dụng được những cái kiến thức này để sau này phục vụ cho công việc của các bạn cũng như là cuộc sống của các bạn. Mình chỉ là người truyền tải kiến thức thôi. Và hy vọng là những kiến thức này sẽ hữu ích cho các bạn để làm hành trang cho các bạn chuẩn bị cho công việc của các bạn sau này, hoặc là phục vụ công việc hiện tại của các bạn, những ai mà đang đi làm. Những bạn nào đang sinh viên thì là phục vụ cho công việc sau này của các bạn, để các bạn cũng phải lo cho cuộc sống mưu sinh, đúng không? Vâng, bài học hôm nay chúng ta sẽ kết thúc ở đây nhé. Chào các bạn.